Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé! Là mồi trong tứ đại lưu lượng đình đám, vậy nhưng trong hai năm qua, Dương Dương lại có phần im hơi lặng tiếng hơn so với Lý Dịch Phòng, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm. Bộ phim truyền hình toàn chức cao thủ do anh chàng đóng chính lên sóng năm 2019 không đạt được thành tích như mong đợi, phần lớn là vì đụng độ các đối thủ mạnh như Cá Mực Hầm Mật và Trần Tình Lệnh. Năm ngoái, Dương Dương đóng vai phụ trong dự án điện ảnh Cấp Tiên Phong của Thành Long. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé lại thua lỗ và gặp phải khá nhiều phản hồi tiêu cực. So với những tân lưu lượng như Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến thì Dương Dương lại có phần lép vế hơn hẳn. Vậy nhưng không để những người yêu mến mình phải sốt ruột thêm nữa. Sắp tới đây, Dương Dương sẽ có một màn trở lại đầy ngoạn mục trong năm 2021. Hiện tại, bộ phim truyền hình của Dương Dương là đặc chiến vinh diệu đang được sắp xếp lên sóng trong năm nay. Bản thân nam diễn viên cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án lần này. Ngoài ra, anh chàng cũng tham gia vào bộ phim truyền thể Em là niềm kiêu hãnh của anh cùng với địch lệ nhiệt bà, dự kiến sẽ lên sóng trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2021. Em là niềm kiêu hãnh của anh nhận được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Khán giả tin rằng bộ phim này sẽ tạo nên thành công như yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà Dương Dương đóng 2 năm về trước. Em là niềm kiêu hãnh của anh, xoay quanh kiều tinh tinh, địch lại nhiệt ba vào vai. Nữ minh tinh luôn nhung nhớ về mối tình đơn phương hồi trung học suốt 10 năm với vu đồ, dương dương vào vai. Chuyên gia hàng không vũ trụ và cũng là nam thần hồi trung học đã từ chối lời tỏ tình của cô. Định mệnh khiến cả hai một lần nữa gặp lại nhau và viết tiếp những gì còn dở dàng. Bên cạnh đó, Dương Dương cũng đóng vai nam chính trong bộ phim cổ trang mới của Tencent, Thả Thí Thiên Hạ. Tùy thả thí thiên hạ được cho là dự án không phù hợp với địa vị, danh tiếng của Dương Dương. Vậy nhưng vẫn có rất nhiều người mong muốn thấy anh và người đẹp triệu lộ tư nên duyên trên màn ảnh. Thả thí thiên hạ được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Bộ phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để tranh giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh, Triệu Lộ Tư và Hắc Phong Tức, Dương Dương là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng, địch thủ đáng gờm của nhau. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia. Dù chưa có lịch phát sóng chính thức nhưng theo nhiều đồn đoán, thảo thí Thiên Hạ có thể ra mắt vào tháng 11 hoặc tháng 12. Ngoài những bộ phim trên, Dương Dương cũng đã xác nhận sẽ tiếp tục tham gia vào phần hai của cấp tiền phòng. Theo nhiều blogger đưa tin, Thành Long rất coi trọng Dương Dương. Việc anh có thể hợp tác với ông hoàng võ thuật này sẽ giúp sự nghiệp bên mảng điện ảnh của anh mở rộng hơn. Năm nay Dương Dương sẽ xuất hiện trong các sự kiện công khai nhiều hơn. Có tin đồn là anh đã nhận lời tham gia chương trình truyền hình Manh Tặc Thám Án cùng Thầm Đăng, Sa Giật, Dương Siêu Việt. Nếu như tin đồn này là sự thật thì chắc chắn rằng Dương Dương sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc trong cả năm 2021. Đối với fan hâm mộ của Dương Dương thì đây chắc chắn là một tin rất đáng mừng bởi vì anh đã ở ẩn quá lâu. Hiện tại cũng đã đến lúc quay trở lại với cuộc chiến khốc liệt trong showbiz được rồi. Chúng mình là Hồ Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!